Hello, hello, chào các bạn. Hôm nay mình ra vườn mình xới đất ngay chỗ này. Mình mới về cây. Cái mặn này qua đây, cái cây lụ ra ngoài. Mặn cái đất này nó mặn. Sốt nhất diệt cỏ làm rất sốt đúng không ơi, đem mặn ngồi cho nó hết lạnh. Dùng ốc ha, đắp cái gốc kia cái mảng cầu, hai cái mảng cầu các bạn, như ớt mình xới, dùng cái đất phân vô gốc cho nó tốt, ở trong đó cái mặn nữa, cái lụ nữa đó các bạn, cái cam này mình mới trồng, đó nhỏ xíu vậy, chừng phát 2-3 năm là có trái các bạn, này có hai cái thơm nữa, khóm mà thơm vậy. Cài đất vậy hả? Cứ tháng gặt lúa rồi cứ cài. Cài xới đất úp xuống cái cỏ này. Cỏ này các em úp từ lúc đầu nằm xuống. Chết rồi. Đây, đặt xuống các bạn. Để nó dễ, dễ sống. Chứ đào. Nó sống nó nhảy con ra. Nó thành một cái vườn thơm đó này. Có cái máy xới điện này kia kìa, mà xới nó không lên đâu các bạn. Mở đây. Trời lạnh nhưng mà đông. Mùa đông mà làm có mùa hôi. Mệt rồi. Đó, mình trồng hai cái thơm nữa các bạn. Có hai cái củ nó trồng năm rồi được cái lớn rồi đó. Cái nữa nó nhảy con lên, mình chiết con làm trồng nữa. Nữa thành một vườn thơm ở đây luôn. Bên đây là ớt. Hai cái móng cầu nó dùng cái mô lên vậy đó các bạn, trồng nó cao ở trên mặt khỏi mặt đất, nó không bị thối rễ, nó không làm chết cây, nó dài nó thẳng. Bên đó là hai cái liếp rau cải, cải bị xanh mình mới gieo lên đó các bạn.
mình sẽ tách nó ra chiết trồng ra clip, ra từng clip clip như thế mình trồng ăn. Đó, bữa nay 2 tuần rồi mà lên mới cao các bạn, mà thấy không, chậm lên ghê luôn á, tại vì mùa lạnh nó chậm lớn lắm các bạn. Chỉ có rau, chỉ có cải bì xanh này là nó chịu lạnh thôi. Đây, clip bữa nay là gieo xà lách mà không lên, không lên, lên rớt hộp bì xanh lên vài vài cây cây á. Rồi mình đem phân ra đây, mình chuẩn bị mình trồng cải bì xanh nha các bạn. Hello hello, chào các bạn. Hôm nay mình có mấy cái thùng mũ nè các bạn, mấy thùng mũ thùng sữa đó các bạn. Uống sữa hết rồi bỏ ra, bây giờ mình lấy mình trồng cải bẹ xanh đó. Mình làm một cái clip nhỏ nhỏ cho các bạn xem chơi ha. Nếu các bạn nào thích thì nhớ đăng ký ủng hộ mình, cho mình một like để mà chia sẻ và chia sẻ cho mọi người cùng xem vui. Đây bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình trồng cải bẹ xanh trong chậu mũ rồi các bạn. Chậu này là những cái chậu mà mình xài rồi mà phế thải mình bỏ ra, thay vì mình bỏ vô thùng rác thì xe lại lấy đem đi. Hôm nay mình tận dụng mình xài luôn, mình khỏi mua mà mình không bỏ thùng rác nha các bạn. Đây là mấy cái thùng sữa nè các bạn. Đó là cái thùng sữa nè các bạn. Bây giờ mình cắt làm hai ra. Thế mình cắt làm hai ra cho cái thân dưới này nó dài hơn thân trên nha các bạn. Đó, mình lấy cái thân trên này mình úp nó xuống, mình trở cái đầu này lên mình trồng nó, rồi mình khoét lỗ mấy cái lỗ chỗ này ha các bạn. Đó, khoét lỗ cái này cho nó rõ nước xuống đây, rồi cái bầu nước này mình tưới là nó chảy xuống đây, mai mốt mình lấy cái phân chảy xuống hứng này mình đổ ngược lên mình tưới nữa, thành ra mình không có hao phân nha các bạn. Đó, bây giờ mình ví dụ cho các bạn xem, bây giờ mình cắt cho nó dài hơn cái thân xa, cái thân trồng này một chút xíu. Đó, mình cắt ra đến 1, 2, 3, 4 mắt. Đó, lên mình cắt giữa nè các bạn. 4 mắt cắt giữa ha. Đó. Tại sao mà mình không trồng cái đít? Cái đít mà mình không trồng mà mình trồng cái đầu, thấy nó vô lý. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại là có lý các bạn. Này mình làm cho các bạn xem. Thùng này thùng sữa này các bạn. Mình mua rồi mình uống xong mình bỏ cái thùng, thay vì mình bỏ sọt rác. Mình bỏ sọt rác mình cắt ra mình trồng ngoài đồ các bạn. Đó. Rồi xong rồi á. Mình vẫn để cái nắp này các bạn. Mình khoan ở đây 2 lỗ, khoan ở trên một khúc như này. Nhưng mình chừa dưới này nhiều khi nó chứa đọng nước ở dưới này, khúc này cũng đỡ các bạn. Này là trừ trường hợp đó là trời mà cái tháng mùa hè đó thì nó có chút nước này nó thấm thấm lên rễ nó tốt lắm các bạn. Thay vì các bạn khoan lỗ đây thì nước nó chảy ra hết, phân nó chảy ra hết. Bây giờ mình khoan cho các bạn xem. Là khoan bên đây lỗ, bên đây lỗ, tức là khoan trên cái nắp nha các bạn. Này khoan đây nè. Đây lỗ hay các bạn, 2 lỗ này là đủ rõ nước rồi, tại mình tưới đâu có nhiều. Còn nếu các bạn muốn nó nhiễu ra tốt nữa thì các bạn thêm một lỗ để nó đi, là 3 lỗ. Đó, 1, 2, 3 lỗ là đủ rõ nước xuống rồi đó các bạn. Rồi khi mình để phân nó lên đây mình trồng cái cây á thì mình mới để úp ngược nó lên cái thùng này nè các bạn. Này các bạn úp ngược lên thùng này. Đó là nó làm gì nè các bạn. Đó nó làm gì nè. Đó các bạn thấy đẹp không? Đó vậy là mình được một chậu là rau cải quế hay gì đó mình trồng lên đây. Thấy các bạn. Rồi bây giờ mình trộn phân nha. Trộn phân rồi mình trồng một mẫu một cây cải bẹ xanh cho các bạn xem.
Này là phân cầm bông hoa đó các bạn. Đó. Cái trộn sẵn nó bán còn đồ đó, đồ bô á. Mình lấy đem mình lấy ra mình bỏ một cái lên đây mình trộn. Rồi trước mắt mình trộn nhiều lắm các bạn. Cần cần ít. Gà này các bạn. Trộn 50-50 hết các bạn. 50 phân hữu cơ, 50 phân gà. Không tới 50 phân gà, 30 phân gà các bạn. 30 phân gà. Này cần có đất nha các bạn. Cái này đất nè. Đất là đất hữu cơ. Đó. 20% đất. Đất ít thôi. Đó là mình trộn với cái không có thể mà thiếu cái này được nha các bạn. Cái này nó làm cho xốp rễ. Nó không có bị ứ động cái rễ, nó bị uống nước thúi cây các bạn. Này, cái này cũng như xốp vậy các bạn. Này các bạn thấy không? Cái này là để trộn vô chung như đây. Có cái này nó tốt không các bạn. Để cái hiệu nó đây các bạn. Đó. Trộn vô chung. Trộn cũng cỡ cỡ 30% này các bạn. Rồi. Mình trộn cho nó đều lên. Trộn này mình đứng trên gió các bạn. Mình đứng dưới gió bụi nó bay. Đây các bạn mình cắt cho này các bạn. Mình cắt nửa cho này các bạn. Nè. Mình khoan lỗ như này các bạn. Đó, mình để ra như này mình làm cái chậu trồng rất là tốt nữa các bạn. Đó, cái này là cái chai sữa nè các bạn. Chai sữa. Rồi được 6 cái chai. Mình đi bứng 6 cái cải bì xanh mình trồng cho các bạn xem. Cái này mình trồng mẫu thôi nha các bạn, nếu mình có nhiều thì mình trồng nhiều. Đây, cải này cải bè xanh nha các bạn. Hôm rồi cây mình trồng là mình đi về Việt Nam, ở đây con gái mình nó có bông, nó có trái già hổ hột nữa các bạn. Cái nó làm rớt xuống đây nó mọc lên này các bạn. Đó. Bây giờ mình nhổ 5 cây này mình đem lên mình trồng cho các bạn xem ha. Đó, mình trồng cái mẫu thôi. Nè, bên đây nhiều lắm các bạn. Nó mọc dài đây nè. Mai mốt mình làm đất cái về dài đó mình trồng mình nhổ mình cấy ra mình ăn đó. Rồi bây giờ mình bứng 5 cây nha các bạn. Đây các bạn nhớ các bạn bứng á đừng cho đứt rễ nha các bạn đứt rễ các bạn trồng nó yếu nó lâu phát đó. Mình bứng cây nào hay là ra cây nấy mình bứng sâu xuống dưới sắn vào đằng cái này các bạn sắn vào đằng cái. Lấy lên một cây các bạn. Hai cây.
4 cây. Mình dính 2 cây các bạn. Rồi mình xếp cây nữa đi. Cây này tốt tốt. Rồi, 5 cây. Đây các bạn, mình đem nắng trồng nữa các bạn. Đây các bạn, dùng vô đất mình trồng hết các bạn. Phân này nó tốt lắm các bạn ơi. Mình chỉ vô phân rửa giờ thôi. Mình để cây cải lên rồi các bạn. Bớt nha các bạn. Mình khéo thì cho đứt rễ. Đứt rễ nó cây cải nó yếu lắm. Cái thân này nè, nó giật xuống, nó giật xuống thì các bạn sẽ vô một lần thân nữa cho cây nó tốt hơn các bạn. Đây các bạn, mình vừa trồng được 6 cây bẹ xanh đấy các bạn. Mình trồng cái này là trồng mấy cái mẫu cho các bạn xem chơi nha. Chứ nữa mình ra mình trồng nhiều lắm. Mình trồng ra ngoài đất nữa. Đó, mình muốn nói với các bạn chia sẻ là mình cần những cái thùng mũ mà mình uống sữa mình đừng có bỏ, mình để mình trồng rau rồi ăn á. Mình chủ yếu là bấy nhiêu đó thôi. Chứ trồng rau trồng cải thì các bạn chắc trồng giỏi hơn mình rồi. Đó. Rồi mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn thấy nhà có thùng mũ các bạn làm thử coi. Rồi mình trồng thử coi.
nè các bạn. Ví dụ cái thùng như này, các bạn làm gì các bạn được một chậu nè, các bạn thấy đẹp không? Đó. Mình tưới ra cái nước nó xuống đây nè các bạn. Cái mình mỗi ngày mình sang, đó, mình sang ra nó nước ở trong này mình chế cho lên đây, đó, mình tưới nữa, cái mình để lên về cái nó nhiễu xuống, đó, mình cứ làm liên phiên như hoài, đó. Đó, chừng nào mà khi nào mà hết nước ở đây á, thì bắt đầu mình tưới nước ở ngoài, tức là phân hữu cơ trong này là nó không có thoát đi đâu hết á, nó chỉ có tác dụng là chảy xuống đây, rồi đây mình chế lên, mình chịu khó chế lên rồi nó chảy xuống, đó, mình cứ làm như hoài cho nó rít cái cải nó lớn nó tốt lắm các bạn. Đó, mình trồng cái cải này các bạn thấy không? Đó, mình làm cái mẫu cho các bạn xem chơi vậy thôi. Đó, chia sẻ các bạn, nếu các bạn mà thấy thích thì mình chia sẻ cái video này, các bạn thấy thích thì các bạn làm thử. Rồi mình video mình đến đây mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nào thấy thích nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký, tức là subscribe các bạn. Các bạn mà chưa subscribe mình cảm ơn. Rồi bye bye, chào các bạn nha. Bye bye.